vận động và chúng ta sẽ điều khiển cái phần hoạt động của trong cơ. Thì bây giờ mấy bạn chúng ta chú ý tập trung ha, được chưa? À, các bạn chú ý nghỉ nghe. À, đó là việc được xin mời tất cả quý thầy cô cùng các bảo tàng xin chúng ta đứng lại để làm lễ tuyệt vời. Kính mời các quý thầy cô cùng làm lễ chào cờ với chúng em. Xin kính mời các quý thầy cô của ban học sinh làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý nghỉ nghiêm chào cờ chào.